Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin: Anh Sa là ai? Con gái út kín tiếng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Anh Sa là trái ngọt của mối tình giữa Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. Mới đây, sự việc Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt khiến cho những chuyện xung quanh của gia đình ông đều được quan tâm. Anh Sa sinh năm 1994, sinh ra trong một gia đình giàu có và nổi tiếng. Bố của cô, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch của tập đoàn Tân Hoàng Minh, một trong những tập đoàn bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam. Anh Sa có tên thật là Nguyễn Anh Sa, sinh năm 1994, quê quán Hà Nội. Nguyễn Anh Sa sinh năm 1994, cha là ông chủ Đỗ Anh Dũng, chủ tịch của tập đoàn Tân Hoàng Minh, mẹ là Hoa hậu Đền Hùng sinh năm 1992 Giáng My, người đẹp sở hữu nhan sắc trẻ trung không tuổi và vẻ ngoài yêu kiều sang trọng. Cô là trái ngọt của cuộc tình giang dở thời trẻ của cha mẹ. Cô đã được mẹ Giáng My nuôi dạy một cách kín tiếng trong tình thương và sự yêu thương của cả bố và mẹ. Anh Sa nhan sắc xinh đẹp, kín tiếng và không màng đến showbiz. Không chỉ sở hữu cho mình cuộc sống giàu có mà anh Sa còn ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp nổi bật. Thơ hưởng nét đẹp trẻ trung, trang nhã từ mẹ mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, cô nàng 9X này lại gây ấn tượng với vẻ ngoài yêu kiều, dịu dàng, sang trọng. Năm 16 tuổi, anh Sa đã xuất hiện cùng với mẹ trong sự kiện thời trang. Cô nhanh chóng đã trở thành tâm điểm nhờ vào thân hình cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp và đã tiềm năng trở thành hoa hậu trong tương lai. Dù vậy, cô cũng rất kín tiếng và không phô trương. Cô rất hiếm khi sử dụng mạng xã hội. Trên trang Facebook không công khai nhiều hình ảnh, trái ngược hẳn với người mẹ chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật của mình. Dù vậy, xuất hiện cùng với gia đình, nàng tiểu thư vẫn nhận được khá nhiều lời khen ngợi cùng với gu thời trang xanh điệu, cá tính cùng với vẻ ngoài tươi tắn. Về trình độ học vấn và những thông tin về anh Sa, từ nhỏ, anh Sa đã được gia đình cho Mỹ đi Mỹ để du học. Cô theo học ngành marketing tại Đại học Lehigh. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng tham gia đảm nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của gia đình. Ái nữ đã thay vì chọn cho mình con đường nghệ thuật giống mẹ, cô đã dành sự quan tâm cho học hành kinh doanh. Người đẹp đã tốt nghiệp ngành tiếp thị tại Đại học Lehigh tại Pennsylvania của Mỹ, một trong những ngôi trường nằm top cao về chuyên ngành này trên thế giới. Trong thời gian học tập, anh Sa đã từng có mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú nhất trường vào năm 2015. Ngoài ra, cô còn có đam mê với lĩnh vực thiết kế và kiến trúc. Tài năng trong việc kinh doanh, xinh đẹp, có năng khiếu về âm nhạc và thiết kế, nhưng cô vẫn không quên tham gia vào các hoạt động kinh doanh của gia đình. Trong số những người thừa kế của tập đoàn Tân Hoàng Minh, anh Sa luôn là cái tên được cư dân mạng chú ý nhiều nhất. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.